Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 47 triệu tấn rơm rạ sản xuất từ lúa gạo, nhưng chỉ có khoảng 30% được thu gom và sử dụng đúng mục đích. Một tỷ lệ rơm rạ khá lớn được đốt ngay trên đồng ruộng sau khi thu hoạch, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đó cũng chính là lý do mà nhóm sinh viên khoa môi trường Trường Đại học Khoa học Huế đã cùng nhau xây dựng dự án Chuyển đi của rơm, với mong muốn tạo ra các sản phẩm tận dụng nguồn phế phẩm từ rơm rạ. Hãy cùng gặp gỡ những người bạn này để tìm hiểu xem dự án Chuyển đi của rơm có điều gì đặc biệt. Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế, nơi học tập và chấp cánh ước mơ cho những bạn trẻ có niềm yêu thích với lĩnh vực nghiên cứu về môi trường. Không chỉ học tập kiến thức chuyên môn trên giảng đường, các bạn trẻ này còn có niềm đam mê lớn với việc sáng tạo nhiều dự án có ích cho cộng đồng. Với khát khao đóng góp chút sức nhỏ trong việc chung tay bảo vệ trái đất xanh, một nhóm bạn trẻ của khoa môi trường đã thực hiện dự án với tên gọi Chuyển đi của rơm, nhằm nghiên cứu các sản phẩm bền vững được sản xuất từ rơm. Rất nhiều các thành viên trong nhóm của mình là các bạn trẻ đã lớn lên từ những cánh đồng lúa ở Việt Nam. Do đó, trong quá trình các bạn quan sát thì các bạn thấy rất nhiều rơm rạ ở trên cánh đồng bị bỏ phỉ hoặc là bị đốt gây ô nhiễm môi trường. Với những kiến thức mà thầy cô cung cấp, các bạn đã tự tìm tòi và nhận thấy cái việc xây dựng một cái quy trình hoặc là phát triển rơm thành một cái sản phẩm thân thiện với môi trường là một cái biện pháp rất là hữu ích. Với động lực đó, nhóm chúng mình đã tìm tòi và tìm đến những nguồn quỹ để xây dựng và phát triển dự án Chuyển đi của rơm cho tới ngày hôm nay. Xuất phát từ những mong muốn đó, cùng vốn kiến thức tích lũy đã được học, mỗi thành viên của nhóm đã cùng nhau chia sẻ, đóng góp ý kiến, đưa ra ý tưởng, tìm tòi thêm kiến thức từ thực tế và mạng xã hội để bắt tay thực hiện đề tài. Hăng say nhiệt huyết với ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng. Tuy nhiên, với các bạn trẻ, thực hiện dự án không phải là đơn giản. Để hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình thực hiện dự án, tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, giảng viên khoa môi trường đã trực tiếp theo dõi và hướng dẫn cho các bạn từ những bước đi đầu tiên. Dự án này có hai cái lợi ích. Một là về cái vấn đề môi trường, tạo ra những sản phẩm gọi là thân thiện môi trường. Và cái thứ hai là thông qua dự án này thì các bạn bây giờ là làm việc với nhóm với nhau rất là tốt. Các bạn đưa các sản phẩm ra bên ngoài giới thiệu mà rất là tự tin về cái sản phẩm tạo ra. Thì đây là cái thành công. Để thực hiện cái dự án thì nhóm cũng đã có cái sự phân công việc cho các bạn. Thì thứ nhất là phụ thuộc vào cái điểm mạnh của các bạn, và cái thứ hai là sắp xếp theo cái thời gian mà các bạn để phù hợp với cái lịch học. Mất thời gian hơn 4 tháng, nhóm bạn trẻ này đã nghiên cứu cả cơ sở lý thuyết, quan sát thực tế ở cánh đồng rơm sau mỗi mùa vụ và lựa chọn các chất hóa học phù hợp để tạo ra những mảnh chế từ rơm. Từng công đoạn đều được các bạn trẻ này thực hiện một cách tỉ mỉ và đúng quy trình. Tuy gặp phải không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, nhưng các thành viên của nhóm không hề nản chí. Có lẽ động lực lớn nhất trong mỗi bạn trẻ đó là tinh thần mong muốn được đóng góp vì cộng đồng. Đầu tiên là thì bọn mình phải đi thu thập rơm từ ngoài đồng ruộng về, hoặc là mình có thể là nhờ người dân họ gom về cho mình rồi mình sẽ tự lấy. Và thứ hai là về mình sẽ xử phơi khô ngâm trong NaOH rồi rửa sạch để giảm bớt cái nồng độ kiềm, và sau đó thì mình sử dụng axit HCl 3% để cân bằng lại nồng độ pH, và sau nữa là mình sẽ dùng H2O2 để mà tẩy trắng rơm để cho ra cái sản phẩm có màu tốt hơn và chất lượng hơn. Học tập đi đôi với thực hành sẽ là cơ hội tốt để các bạn trẻ này đi sâu vào chuyên môn cũng như có nhiều sáng tạo mới lạ và hữu ích. Phương pháp sản xuất giấy từ rơm rạ được nhóm các bạn trẻ thực hiện trong điều kiện môi trường thông thường, không yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao, từ đó giúp hạn chế tối đa việc tiêu tốn năng lượng và sử dụng hóa chất. Trong quá trình tạo ra các sản phẩm từ giấy rơm, công đoạn xử lý nước thải cũng rất là quan trọng. Giống chúng mình là có thêm hóa chất VAC vào để khuấy đều cho cái hợp chất trong nước thải nó sẽ lắng lại, và sau đó nó sẽ giảm đi một phần ô nhiễm khi mà thải ra cái môi trường bên ngoài. Khi sao vậy thì cái lưu ý
nhặt vỏ trụ trước khi xéo và phải xéo đều tay để có một bề mặt để mịn và đẹp hơn. Đặc biệt là bột rơm là yếu tố quan trọng nhất. Khi xéo rơm xong thì phải phơi nắng 3 đến 4 ngày sẽ ra được một tờ giấy. Còn nếu như lúc mưa thì sẽ có các biện pháp như là đèn sưởi ấm mà máy sấy. Sau một thời gian dài thử nghiệm và cải tiến các sản phẩm giấy rơm, những nỗ lực của nhóm bạn trẻ đã được đền đáp xứng đáng và lan tỏa tích cực đến với mọi người. Đặc biệt, đề tài này đã vinh dự được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam ghi nhận là dự án có sáng kiến giá trị trong việc triển khai dự án Huế đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam năm 2023 và nhận được 100% tài trợ khi triển khai các hoạt động lan tỏa dự án cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Huế. Khi mà đạt được giải thưởng thì nhóm chúng mình cảm thấy rất là vui và bản thân mình cũng thấy rất là hạnh phúc. Từ dự án này, mỗi thành viên trong nhóm có phần nhỏ trong việc lan tỏa lối sống xanh. Từ những cái ngày đầu tiên rất là khó khăn để mà thực hiện ra cái sản phẩm và đến khi tạo ra các cái sản phẩm mà có được nhiều người công nhận và thu hút được thì nhóm dự án rất là phấn khởi, và những cái giải thưởng mà nhóm dự án đạt được thì cũng đã thúc đẩy cho những cái niềm đam mê nghiên cứu. Làm giấy từ rơm, phát triển nhiều sản phẩm có tính thẩm mỹ, ứng dụng cao và dành thời gian tổ chức các buổi trải nghiệm vào những ngày cuối tuần là cách mà nhóm bạn trẻ này kết nối và lan tỏa lối sống xanh đến với mọi người. Mình là một người rất thích vẽ và mình đã từng vẽ trên rất nhiều chất liệu khác nhau. Sản phẩm rơm là một sản phẩm rất là lạ. Ngoài ra thì sản phẩm này còn làm từ thiên nhiên, vì vậy cho nên là mình khá là ấn tượng về nó. Mình cũng mong là sản phẩm này có thể lan tỏa được nhiều hơn đến với mọi người. Với câu khẩu hiệu là hành trình bền vững trên cánh đồng xanh, thì nhóm dự án chuyển đi của rơm mong muốn rằng rơm không chỉ dừng lại cuộc đời của nó ở trên cánh đồng ruộng mà còn tiếp tục hành trình tới với người tiêu dùng bằng thông qua các sản phẩm như là giấy rơm. Và đồng thời đây cũng là thông điệp nói đến rằng các bạn trẻ cũng có những chuyến đi của mình, và các bạn tiếp cận với dự án, các bạn đã có những trải nghiệm rất là quý giá. Có nhiều cách khác nhau để mỗi người trẻ làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Mỗi sản phẩm giấy rơm được làm ra từ nguyên liệu thiên nhiên đều mang những vẻ đẹp riêng vô cùng độc đáo và nổi bật. Những nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn là điều ý nghĩa mà những người trẻ đã và đang tìm tòi để phát triển từng ngày. Chuyến đi của rơm cũng là một dự án đầy tình thiết thực mà nhóm bạn trẻ trường Đại học Khoa học đã làm được. Qua đó, giúp mỗi người càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống.